Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì gần đây nếu như bạn xem YouTube có để ý thấy thì có một số video, ví dụ như là các video trên kênh Sơn Gym này của mình chẳng hạn, thì ở ngay bên dưới video sẽ có thêm một tính năng, đó là cảm ơn. Đây là một tính năng rất là thú vị của YouTube mới được ra mắt cách đây chưa lâu. Tính năng này sẽ cho phép người xem, khán giả có thể tặng tiền cho chủ kênh thay lời cảm ơn. Ví dụ như là bạn đang xem một video nào đó của mình có nội dung hay, nội dung hữu ích, bạn muốn gửi một chút tiền cho mình thay như lời cảm ơn chẳng hạn, thì bạn có thể nhấn vào tính năng cảm ơn này, sau đó là tiến hành chọn số tiền muốn tặng 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, rồi thì nhấn mua và gửi, và sau đó là lựa chọn các hình thức thanh toán. Sau khi thanh toán thành công là mình, tức là phía chủ kênh, sẽ nhận được tiền đó. Các hình thức thanh toán ở đây tương tự như chúng ta thanh toán các sản phẩm của Google thôi. Nói chung là đấy chính là một tính năng donate của YouTube, tương tự như là việc donate cho các streamer vậy. Và sau khi mà người xem tặng tiền xong cũng sẽ để lại một bình luận như thế này: cảm ơn bạn, nội dung này người xem có thể thay đổi tùy ý nhé, và gắn theo số tiền đã tặng 20.000, 50.000 hoặc là 100.000, 500.000 thì sẽ hiện ngay số tiền ở ngay bình luận. Đây, nó như thế này. Tóm lại thì đây chính là một tính năng donate của YouTube, tức là một tính năng để mà người dùng có thể dễ dàng gửi tặng tiền cho chủ kênh, cho chủ video, như vậy thôi. Như vậy thì nếu như bạn cũng đang làm YouTube, có một cái YouTube, bạn cũng muốn có tính năng cảm ơn này cho kênh của mình, để mà người dùng có thể gửi tặng tiền cho bạn để mà kiếm thêm một chút thu nhập, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay bây giờ, bắt đầu thôi. Rồi, trước tiên các bạn cần phải biết điều kiện để mà có thể tạo được tính năng cảm ơn này. Thì điều kiện duy nhất đó chính là kênh của các bạn phải đang được bận kiếm tiền nhé, tức là đã được tham gia đối tác của Google. Đó, kênh phải bận kiếm tiền thì các bạn mới có thể tạo tính năng cảm ơn này. Hay nói chính xác, đây chính là tính năng vô cùng cảm ơn, super thanks của YouTube. Đó, kênh phải bận kiếm tiền các bạn mới có thể tạo được tính năng này nhé. Rồi, còn cách tạo như sau. Ở trên điện thoại di động thì các bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng YouTube hay là ứng dụng YouTube Studio để mà làm nhé, mà các bạn sẽ cần phải sử dụng trình duyệt để mà truy cập vào YouTube Studio trên web, trên trình duyệt thì mới có thể làm. Các bạn có thể sử dụng trình duyệt Firefox hoặc là trình duyệt Chrome hoặc là các trình duyệt khác cũng được. Ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng luôn trình duyệt Chrome. Các bạn cứ mở trình duyệt ra, rồi các bạn tìm kiếm cho mình từ khóa YouTube Studio. Đó, tìm kiếm về từ khóa này. Rồi, hiện ra kết quả YouTube Studio này. Các bạn đừng nhấn luôn để mà mở nhé. Nếu mở như vậy thì sẽ hay mở ra ứng dụng YouTube Studio này sẽ không thể làm được. Do vậy, các bạn hãy vào theo cách sau. Các bạn bấm giữ vào, rồi các bạn chọn vào xem trước trang, rồi mở ra. Nếu bạn nào chưa đăng nhập kênh thì sẽ yêu cầu đăng nhập, thì khi đó các bạn hãy tiến hành đăng nhập vào kênh bằng Gmail và mật khẩu của kênh. Đó, lúc này các bạn có thể nhấn vào biểu tượng ô vuông này để mà mở rộng trang ra. Đây, các bạn phải mở như thế này thì mới được. Rồi, đến đây các bạn đừng nhấn vào tải ứng dụng nhé, mà hãy nhấn vào tiếp tục chuyển đến Studio. Rồi, ok, đây chính là trang YouTube Studio trên phiên bản web sẽ như thế này. Rồi, đến đây các bạn có thể kiểm tra xem là các bạn đã đăng nhập đúng kênh chưa. Nếu chưa thì các bạn có thể nhấn vào biểu tượng avatar ở góc phải màn hình này, rồi nhấn vào chuyển đổi tài khoản, rồi các bạn tiến hành thêm tài khoản, rồi đăng nhập vào kênh mà các bạn cần nhé. Ở đây mình đã đăng nhập đúng kênh rồi. Rồi, bây giờ để mà bật tính năng vô cùng cảm ơn, các bạn sẽ tìm đến mục kiếm tiền. Đây, trên điện thoại di động thì nó sẽ là, các bạn xem các thanh công cụ ở phía bên trái này, chính là biểu tượng đô la này. Đó, các bạn bấm vào. Rồi, tại đây các bạn sẽ có thấy rất nhiều tính năng như là quảng cáo, mua sắm hội viên Super. Thì các bạn vào mục Super này nhé. Rồi, đến đây sẽ có hai trường hợp. Trường hợp 1, nếu mà các bạn vào thấy giao diện như thế này, đã hiện ra các mục như là Super Chat, Super Ticker, Super Thanh như thế này, thì cái này là do trước đó các bạn đã vào và xác nhận điều khoản rồi. Đến đây thì các bạn chỉ cần bật chỗ này lên, Super Thanh này, các bạn bật lên, thế là xong. Còn các tính năng như là Super Chat, Super Sticker, đây cũng giống như tính năng Super Thanh, các bạn cũng nên bật lên. Về Super Chat và Super Ticker, đây cũng chính là các tính năng để mà người dùng tặng tiền, nhưng mà sẽ sử dụng trong việc chúng ta phát trực tiếp hoặc là công chiếu. Còn Super Thanh là sử dụng cho mọi video, kể cả phát trực tiếp, công chiếu hoặc là video bình thường, người dùng vẫn có thể tặng tiền. Đó. Rồi, còn trường hợp mà các bạn vào mục Super này thì có giao diện như thế này, thì các bạn sẽ cần làm thêm một bước nữa như sau. Các bạn nhấn vào bắt đầu.
Rồi sau đó sẽ hiện ra điều khoản dịch vụ, các bạn hãy kéo xuống phía dưới cùng. Rồi các bạn tiến hành điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, bao gồm họ và tên của các bạn. Họ tên thì các bạn cứ viết in hoa có dấu luôn nhé. Tiếp theo là email. Rồi tên công ty. Về tên công ty, không phải là kênh của công ty thì các bạn chỉ cần điền tên kênh vào là được. Rồi sau đó các bạn tích vào chỗ này, tôi đã đọc và hiểu rõ thỏa thuận này. Rồi các bạn nhấn vào chấp nhận. Đó, bây giờ đã về những trường hợp đầu tiên, các bạn chỉ cần bật ở chỗ Super Thanh lên. Thế là xong, kênh của các bạn, video của các bạn đã có tính năng, cảm ơn. Để mọi người dùng có thể gửi tiền, tặng tiền cho các bạn, như vậy thôi. Ở chỗ Super Ticker các bạn cũng nên bật lên. Super Chat cũng vậy, các bạn bật hết lên để mà khi mà phát trực tiếp này nọ, người dùng cũng có thể sử dụng các tính năng này để mà gửi tặng tiền cho chúng ta. Đó. Còn khi nào mà các bạn muốn tắt thì các bạn tiếp tục vào lại. Đây, tương tự vào đây nhé. Sau đó các bạn chỉ cần nhấn lại vào Super Thang này để mà tiến hành gạt tắt đi, thế là xong. Vô cùng là đơn giản. Còn ở trên máy tính thì đơn giản hơn rất nhiều. Các bạn cứ mở YouTube ở trên trình duyệt ra. Rồi các bạn tiếp tục vào YouTube Studio. Rồi các bạn cũng vào mục kiếm tiền. Sau đó vào mục Super. Rồi làm tương tự như ở trên điện thoại di động. Các bạn có thể quay trở lại phần mình hướng dẫn ở trên điện thoại di động để mà xem tiếp nhé. Rồi, đó chính là về cách bật tính năng vô cùng cảm ơn Super Thanh ở trên kênh YouTube. Như vậy thì có một số bạn có thể sẽ thắc mắc rằng là tiền mà chúng ta nhận được là bao nhiêu và sẽ được nhận về đâu. Thì câu trả lời đó chính là số tiền mà người ta gửi tặng chúng ta chỉ nhận được 70% mà thôi. Còn 30% còn lại sẽ trả cho Google để mà sử dụng cho các chi phí phát triển. Tóm lại là nếu người dùng tặng bạn 100.000 thì bạn chỉ nhận được 70.000, còn Google sẽ nhận 30.000. Đó, các bạn hãy hiểu như vậy. Như vậy thì số tiền này sẽ được gửi về đâu? Thì số tiền này cũng sẽ được thống kê lại tại trang số liệu phân tích, rồi cũng sẽ gộp với số tiền kiếm được từ quảng cáo, sau đó là cũng sẽ cập nhật chung với tiền quảng cáo vào tài khoản Uaxen rồi thanh toán một thể. Nói chung là tất cả các doanh thu từ YouTube, tiền quảng cáo hay là tiền giao dịch đều sẽ được cộng gộp với nhau để mà cập nhật vào tài khoản Uaxen và thanh toán một thể thôi, chứ không tách riêng ra để mà thanh toán riêng đâu nhá. Rất là tiện lợi thôi. Rồi ok, video này chỉ như vậy thôi. Nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh của mình có video mới được đăng lên nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.